Trung Kiên Audio xin kính chào tất cả các bác và anh em. Trung Kiên Audio lên sóng giới thiệu test bán với anh em một bộ dàn của hãng Panasonic. Con này là con model là PM300MD. Dàn chạy CD OK, MD OK và điện thoại máy tính và TV hoặc Bluetooth qua cổng 3.5 cũng OK các bác nhé. Về hình thức của dàn, ngoại vi của dàn rất là đẹp, bãi về đẹp mới khoảng độ 90 đến 95% tùy từng mức độ đánh giá của mỗi bác. Bây giờ em sẽ test các chức năng của bộ dàn, sau đó em sẽ quay hình thức và em sẽ test chế độ cho các bác nhé. Hiện tại đang test là test chế độ chơi điện thoại máy tính và cụ thể là em đang chơi Bluetooth các bác nhé, qua cổng Bluetooth ngoài chơi OK luôn các bác nhé. Ngoài ra dàn có thể chơi được đĩa CD và đĩa MD cũng OK. Em sẽ test đĩa CD trước, sau đó em sẽ test đĩa MD. Hiện tại là em đang chuẩn bị test CD. Đây là CD OK các bác nhé. CD của nó là một đĩa của Nhật thôi. Đấy, em chỉ cho vào để test máy thôi các bác nhé. Đây, đây là đĩa CD các bác nhé. Rồi, có lẽ là em cho luôn các bác đĩa CD này về cho anh em test mắt nhé. Em sẽ chuyển sang đĩa MD. Rồi, MD em đã bỏ đĩa vào rồi. MD cũng chơi OK và đã nhảy bài rồi các bác nhé. Rồi, OK. Đĩa MD thì em xin phép không tặng nhé. Các bác nào thích chơi đĩa MD các bác có thể mua thêm nhé. MD thì 30.000 đồng một chiếc thôi. OK các bác, em chuyển về chế độ điện thoại máy tính qua jack 3.5. Em ấn nút là ETX này. Đây, chuyển về chế độ ghi là AUX các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ quay gần để hướng dẫn các bác nào. Các bác nào mới chơi dàn, anh em chưa biết sử dụng dàn nhé. Mới mua dàn về anh em sẽ cắm điện vào nhé. Và anh em ấn được nút power này để bật nguồn. Anh em chơi CD ấn đây, CMD ấn đây. Và chơi điện thoại máy tính ấn vào đây. Ấn sẽ có 3 nước nhé. Một nước là FM này, AM này. Đấy, về chế độ AUX nhé. Thì anh em sẽ chơi được điện thoại trên máy tính các bác nhé. Đấy. Rồi, em xin cảm ơn. Bây giờ thì em sẽ quay hình thức tổng thể của bộ dàn này cho anh em mình cùng nhìn luôn nhé. Như em vừa mô tả thì dàn này bãi về đẹp 90-95%. Đây các bác nhé. Các thùng vách là tương đối là OK hết các bác nhé. Ê căng đầy đủ luôn. Đấy, thùng vách là OK, đẹp hết. Đầu ôm ly cũng tương đối là đẹp nhé. Trời xước cũng có nhưng không nhiều. Đây, ê căng của nó đây. Đấy. Rồi. Rồi. Anh nhá, thùng vách của ấm ly là OK nhá, thùng vách của loa cũng tương đối OK, đẹp đấy. Em quay luôn cho anh em nhìn rõ nhá. Đấy. Nói tóm lại con này là đẹp, tương đối là OK. Không dám nói là xuất sắc vì hàng bãi thì không dám dùng cái từ xuất sắc. Trừ những con hàng đấu mạng thì em mới dám nói xuất sắc thôi. Đấy. Dây loa đấu hai cầu B-Way. À, anh em đấu dây chú ý cho em đúng màu cho em nhá. Và khi đấu dây loa xong anh em sẽ sập vào nhà cho em. Nhiều bác mua về cứ đấu vào cắm vào và sao không hát, vì bác không sập cái này vào, sập nó giữ ghim thì mới hát được các bác nhé. Còn đây là cái cổng anh em chơi điện thoại máy tính này, em đang cắm vào thiết bị thu Bluetooth các bác nhé, cho nên em có thể chơi được không dây. Còn các bác nào không thích chơi Bluetooth các bác cắm thẳng điện thoại vẫn chơi được OK nhé. Còn em này em đang chơi Bluetooth đây để cho nó tiện lợi. Đó, thì bây giờ thì trước khi đi vào test âm thì em xin phép được báo giá với anh em. Đấy. Bộ dàn này thì Trung Kiên Audio giao lưu tất cả các bác và em giá là 940.000 đồng các bác nhé, và giá em báo thì chưa bao gồm phụ kiện. Các bác có nhu cầu mua thêm phụ kiện gì thì các bác sẽ thêm tiền mua thêm phụ kiện đấy các bác nhé. Bởi vì giá bao giá dàn thôi, vì nhiều bác chơi hàng bãi các bác đã có phụ kiện rồi, cho nên em không kèm vào giá nữa. Và các bác chưa có thì mua thêm cho em, thứ nhất một chút đủ nguồn thì giá là 140.000 đồng các bác nhé. Thứ hai nữa, đây làm cái thiết bị dây kết nối điện thoại hoặc dây kết nối Bluetooth. Đấy, cả cụm như này là 140.000 đồng, 140.000 đồng cả cụm, cả dây, cả Bluetooth nhé. Cái còn anh em không mua thì thôi, miễn đi thôi em. Đấy. Anh em thích chơi từ TV ra thì anh em mua thêm cái cục chuyển quang này, trị giá là 180.000 đồng anh em nhé. Đấy, còn anh em thích chơi chân cây, mua thêm chân cây về để kê loa, kê dàn nữa, 3.000 đồng một chiếc thôi. Đấy, cả bộ này sẽ là 12 chiếc. Nếu như các bác thích mua thêm điều khiển từ xa, các bác mua thêm nhé. Riêng mã này thì em để các bác 100.000 đồng, riêng mã này nhé. Nếu bình thường là 120-150, riêng mã này em để 100.000 đồng nếu các bác thích mua công khiển. Anh em nào thích mua thêm cái đèn led cảm biến trang trí cho dàn này, anh mua thêm nhé, 100.000 đồng một thanh. Anh em lấy 3 thanh trở lên em giảm giá còn 80.000 đồng các bác nhé. Đấy, đấy là cụ thể giá của tất cả các phụ kiện vừa mới nêu rồi. Anh em lấy phụ kiện gì thì báo em nhé. Rồi, bây giờ thì em sẽ test một đoạn nhạc, sau đó em sẽ kết thúc video luôn anh em nhé. Anh em mua dàn đến liên hệ với em có số Zalo trên tấm biển, số Zalo 0975 575 262 các bác nhé. Bây giờ thì mời anh em cùng nghe nhạc. Dàn này chơi không gian phòng khoảng độ 20m² các bác nhé. Trăng sáng soi đêm rằm.
còn tuổi 15 chưa lần nhớ thương ai nhiều, chỉ chờ tôi sang ghé thăm thăm gian thiền ly thơm, xem nụ hoa chấm nở đom đóm bay về tìm hương đốt đèn theo tháng năm trăng rằm êm đềm. Làn son môi trái tim, tóc thề tay ấm êm, thơm mùi hương tóc lạ, đôi mắt nhung huyền, cả một trời. Anh em nếu đi chơi và muốn có nhu cầu thay gân luôn thì anh em thêm cho em 60.000 đồng các bác nhé. Tiền chi phí cho gân thôi, còn em thay hộ các bác nếu như các bác có nhu cầu thay gân luôn. Đấy, cái dòng Panasonic thì tất cả các bộ thì gân về thì đa số sau một thời gian anh em sử dụng thì nó sẽ bị ải dần và nó sẽ hỏng gân anh em nhé. Đấy, nếu như các bác muốn thay luôn thì em thay luôn cho các bác, còn nếu không thì các bác cứ về chơi thoải mái. Vì cái gân này theo em quan sát của em thì nó phải chơi khoảng gần 1 năm nữa thì mới hỏng gân. Rồi em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em nhé. Em xin phép là kết thúc video tại đây.